Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thật đồng tâm, họng súng giảm thanh chỉ cách ngực cụ Kình 1 mét. Theo luật sư Mạnh đăng từ thuật từ phiên tòa xét xử đồng tâm sang ngày thứ hai, có một chi tiết có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tòa án Việt Nam, một bị cáo leo lên ghế chất vấn ngược lại chủ tọa phiên tòa. Đến phần xét hỏi của bà Bùi Thị Nối rút kinh nghiệm ở phần thủ tục khi chứng kiến những hành vi vô chính phủ của bà, thì chủ tọa phiên tòa ghi khi gọi tên đã nói ngay bà được đứng yên tại chỗ khai báo. Nhưng đã quá trễ, chỉ trực nghe gọi tên bà là bà ngồi bật dậy chạy xăm xăm lên mục khai báo. Hai nữ cảnh sát dẫn giải vội chạy theo giữ bà lại. Bà liên tục vung tay thoát khỏi sự áp giải của cảnh sát để tiếp tục chạy lên bục khai báo. Nhưng vượt chỉ độ 5 hàng rào ghế thì thêm vài cảnh sát khống chế đã kịp chặn giữ và đưa bà về chỗ ngồi. Khi vừa về chỗ được đi đưa micro thì bà chụp ngay lấy và đứng lên ghế để nói. Các nữ cảnh sát lại phải vất vả kéo tay bà xuống và giữ chặt hai cánh tay. Bà la lớn, bỏ tay ra, xích ra. Đứng xích ra, vung hai tay yêu cầu họ buông tay bà ra. Khi đã rảnh tay không chờ hội đồng xét xử hỏi, bà tuôn lời chất vấn như liên thanh, đại loại, tại sao có luật pháp mà không thi hành, tại sao không bắt bố Nối, tức cụ Kình, đàng hoàng mà lại lừa ra cánh đồng gãy chân của bố Nối. Chủ tọa cắt lời hỏi, bà mua xăng để làm gì? Bà vẫn liên tục chất vấn những câu hỏi khi không đầu, khi không đuôi. Được hỏi đến lần thứ ba thì bà mua xăng để làm gì thì bà mới trả lời mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng. Sau đấy thì vẫn phớt lờ các câu hỏi của chủ tọa, bà lại tiếp tục chất vấn tòa án theo ý của mình. Cho đến lúc chủ tọa ngán ngẩm quá, ra lệnh cho cảnh sát dẫn giải và trục xuất bà ra khỏi khán phòng. Khoảng 5 đến 6 cảnh sát áp sát khống chế đưa bà ra ngoài, bà vẫn ngoái cổ, cố nói điều gì đó. Nghe câu chuyện thật hy hữu khi mà bị cáo đứng trên ghế lại còn chất vấn ngược lại tòa án. Người dân đồng tâm quá uất ức, oan khiên chỉ mong cơ hội để giải bày hoàn cảnh tang thương của họ. Hôm nay tòa xử họ tội giết người nhưng họ đâu quan tâm đến chuyện đó. Quả thực thì họ đâu có dính dáng gì tới những vụ giết người đâu mà bắt họ ra ép tội cho họ. Nhà cầm quyền xua quân và chém giết, cướp đất đai rồi bỏ tù con cháu và bản thân họ thì ai không căm phẫn. Rồi cảnh sát, điều tra, viện kiểm sát, tòa án như thành một cỗ máy giết người không hơn không kém. Thưa quý vị và các bạn, có ai bị chế độ gắn cho cái mác khủng bố mà nhân dân họ tiếc thương, họ lấy ảnh khủng bố làm ảnh đại diện, làm thơ, viết nhạc và ca ngợi là những anh hùng giữ đất không? Có ai bị coi là khủng bố mà nhân dân lập bàn thờ khắp nơi như cụ Lê Đình Kình hay không? Có ai bị chế độ Cộng sản gọi là những kẻ giết người mà nhân dân lên mạng xã hội bày tỏ sự quan tâm đến họ, theo dõi tin tức phiên tòa và gọi ngược lại bọn xét xử, bọn lãnh đạo đảng mới là bọn giết người hay không? Nhìn những hình ảnh người dân đồng tâm vô tội bị vu khống, tội giết người, sao tôi tim tôi quặn thắt, đau đớn, nước mắt cứ chảy dài. Vì tôi thấy người dân Việt Nam rồi đây ai cũng có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh trái ngang như thế. Khi mà một thể chế được vận hành bởi những kẻ khủng bố giết người, chúng vừa là cảnh sát, vừa là công tố kiêm luôn tòa án. Trăm tội cứ thế mà đổ lên đầu nhân dân. Tất cả chỉ vì lòng tham không đáy của bọn quan tham cặn đất mang tên Cộng sản. Người dân đồng tâm đâu có làm gì nên tội cơ chứ, oan khiên này bao giờ mới thôi. Trong phiên tòa hôm qua, các bị cáo phản cung và tố cáo điều tra viên đã tra tấn tàn bạo thể xác của họ, bắt họ đọc bản nhận tội viết sẵn. Có người ngoan cố thì điều tra viên đe rằng nếu không nhận tội thì nguy hiểm cho vợ con và gia đình. Vì đe dọa đến gia đình buộc họ phải nhận tội vì không muốn liên lụy thêm cho gia đình. Nhưng chúng ta thấy VTV hay chiếu những video nhận tội trước đây đều do các bị cáo trong tình trạng bị tra tấn tàn bạo. Họ bị đánh đập dã man về thể xác, cộng uy hiếp tinh thần nên bắt buộc phải nhận tội. Điều tra viên tặng kèm thêm lời dụ mang đặc trưng Cộng sản, lưu manh là cứ nhận tội đi,
có gì ra tòa phản cung. Hôm qua một số người phản cung thì tòa kêu là không có bằng chứng bị tra tấn. Chính vì lý do công an tra tấn dã man nên hầu như các luật sư không thể tiếp xúc riêng mà luôn đi kèm công an mỗi khi làm việc trong trại giam, và công an sẵn sàng cắt ngang lời của luật sư khi luật sư muốn đi sâu vào câu chuyện. Và hôm qua, không những gia đình bị cấm vào dự phiên tòa mà công an ngăn cản luật sư tiếp xúc với các bị cáo. Chắc chắn là sợ tố ngược vì đã bị tra tấn một cách dã man nên ngăn cản bằng mọi giá, mặc dù thì luật pháp cho phép luật sư được tiếp xúc với bị cáo tại tòa. Màn kịch cứ lộ dần, xem bọn thực dân kiểu mới diễn tới đâu. Tôi tin chắc rằng chắc chắn sự thật sẽ bị che giấu và nó chỉ phơi bày khi nào Việt Nam có tam quyền phân lập thật sự. Còn bây giờ thì bằng các thủ đoạn nghiệp vụ tra tấn, mớm cung, bức cung, đe dọa người thân thì đôi khi những lời bị cáo nói trước tòa có khi vẫn chưa là sự thật. Nếu như năm 2017 báo chí đã đưa những tin tức tích cực về người dân đồng tâm thì ngày nay lạ lùng thay, không có một phóng viên nào đến đó để tường trình về nỗi sợ hãi của họ. Không ai về thôn Hoành để thấu hết nỗi tuyệt vọng của gia đình 29 nạn nhân sắp bị đem ra xét xử. Mãi đến tận hôm nay, chưa có một ai trong họ nhận được giấy mời tham dự phiên tòa xử những người thân của mình. Với áp lực từ công an, những phương tiện giao thông tự túc về tòa án cũng đã bị từ chối họ. Và nhiều chuyến xe được đặt chỗ từ trước đã bị hủy bỏ. Để mô tả ngành tư pháp của nước ta hiện nay, xin được dẫn bằng nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng người dân Việt Nam qua câu nói của cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trước tòa: xin hãy đối xử với bị cáo như số phận, như một con người. Thật vậy, không ai muốn trải nghiệm những gì mà ông Thăng đã trải nghiệm, nhưng đó là sự thật của cái xã hội này. Cả bạn và tôi đều thấu hiểu điều đó. Cho dù ngày hôm nay bạn đang là một viên chức trong bộ máy nhà nước, một tướng lĩnh trong sạch trân trọng như tướng về hưu Lê Mã Lương, một sinh viên đại học, một người dân đẩy xe bán trái cây, thì ngày mai bạn vẫn dễ dàng rơi vào vòng lao lý để chịu chung một số phận như ông Đinh La Thăng. Tôi không muốn bi quan, nhưng chắc chắn còn lâu lắm dân ta mới được sống trong một đất nước văn minh thượng tôn pháp luật. Nếu chúng ta cứ tiếp tục chạy theo những điều phù phiếm mà không nghĩ gì cho mình và cho nhau. Tuổi thọ của các nước cộng sản trên thế giới trung bình chỉ 70 năm, nhưng tháng 3 năm nay thì Đảng đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là thể chế này còn sống và tiếp tục sống thọ, chỉ khác một điều là bất chấp cờ và hoa, bất chấp những mỹ từ ca ngợi thành quả của lãnh đạo, cái dấu ấn ghi đậm 90 mùa xuân của Đảng trong lòng dân lại là tiếng súng nổ chát chúa vào một đêm giáp Tết tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 90 mùa xuân của Đảng ở mảnh đất kiên cường Đồng Tâm được đánh dấu bằng tang trắng, bằng nước mắt tiếc thương cụ Kinh, một nông dân, một đảng viên kỳ cựu, 80 năm, 84 tuổi đời và 56 tuổi Đảng. Mùa xuân năm nay không đến với thôn Hoành và những gì đã xảy ra ở đó, cùng với thái độ kiêu mạn và những bi kịch, kịch bản bất nhất từ Bộ Công an đã lấy đi nốt chút niềm tin còn sót lại nơi những người cộng sản cũ. Nhiều đảng viên kỳ cựu đã bày tỏ nỗi thất vọng, bất nhất và cay đắng. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu lên án gay gắt cách hành xử của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với đôi câu đối: đem đại binh chống một ông già, lo sợ quá bởi lòng không đại nghĩa, dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa, vị trí chẳng công minh. Nhưng cho bù lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không công minh, không đại nghĩa đã đành. Điều đáng buồn là dân ta có công minh và có đại nghĩa không? Khi viết những dòng này, tôi nghĩ đến những người còn tin yêu vào Đảng. Không có lý do gì bạn yêu thương một thể chế đã tin cậy vào nó mà bạn lại không nói thật, không đóng góp hoặc hy sinh một thứ gì của mình để hoàn thiện nó. Bởi vì không những ta mà các thế hệ con cháu của chúng ta vẫn tiếp tục sống với nó, khi mà mình đã không những dám, không như những đám mây trên trời bay mất. Tháng 8 đã trôi qua để kể từ biến cố đêm giáp Tết ở thôn Hoành. Nay tòa án Hà Nội
lại thông báo ngày 7 tháng 9 tòa đã đem 29 nông dân ở đây ra xét xử trong vòng 10 ngày với tội danh nghiêm trọng giết người và chống người thi hành công vụ. Để dọn đường cho phiên tòa gần 2 tháng trước, Bộ Công an cũng đã cho bắt giam thêm 4 nông dân khác ở Dương Nội. Thêm vào đó, cả một hệ thống báo chí, truyền thông nhà nước cùng nhau đưa tin dựa theo văn bản được đưa ra từ Bộ Công an, gián tiếp ghép tội cho họ. Thế là hết, số phận 29 người dân Đồng Tâm dường như đã được định đoạt. Họ toàn là những nông dân, sự cô thế, số phận bé mọn của họ và bản chất của vụ án gợi ra cho chúng ta nhớ đến hình ảnh sơ khai của những phiên tòa cách đây gần một thế kỷ. Những phiên tòa được đặt ngay ở đình làng hay giữa cánh đồng. Ở đó hai vợ chồng người nông dân vô tội bị trói giật hai khuỷu tay ra sau, đầu cúi xuống. Trước mặt họ là một đám đông nông dân vô tội khác. Khi một người bước lên nắm tóc cụ bà lật ngửa ra và bắt đầu xỉa sói, đám đông phía dưới hò hét gào thét và đồng loạt lên đồng. Những phiên tòa này đã giết chết nhiều đảng viên, trung nông, nhân sĩ yêu nước, địa chủ kháng chiến. Nhưng điều đáng nói là cái vô nhân hoang dã của nó đã lại để lại hệ lụy đớn đau không bút mực nào có thể tả xiết cho toàn nông dân, nông thôn của miền Bắc. Đó là giai đoạn mà chế độ cộng sản non trẻ bước vào những bước chập chững trên quê hương nghèo khó, nơi vừa thoát khỏi bàn tay thực dân Pháp. Chưa có một hành động hối lỗi chân thành nào cho sinh mạng vô tội của hàng ngàn nông dân và gia đình của họ. Chưa có một bài học nào được rút ra từ nỗi đau xé lòng trước sinh mạng của đồng bào ruột thịt. Tôi tự hỏi có phải vì thế mà nông dân ta tiếp tục sống trong cái hoang dã của luật pháp sau 90 năm. George Wells, một nhà văn người Anh, bảo rằng lịch sử là cuộc đấu tranh giữa giáo dục và tai họa. Nước Đức đã tàn sát người Do Thái, đã gây thảm họa tàn khốc cho dân tộc mình và thế giới. Thế nhưng, sự thành tâm của họ đã được trân trọng và đã giúp bôi xóa đi những chương đẫm máu do chính họ gây ra. Người ta còn nhớ hình ảnh của Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt khi ông quỳ sụp trước tượng đài tưởng niệm người Do Thái Warszawa khi mà được hỏi ông nghĩ gì về hành động như vậy. Ông bảo, trực diện với vực thẳm của lịch sử Đức dưới sức nặng của hàng triệu người đã bị sát hại, tôi đã làm điều mà con người làm khi ngôn ngữ tê liệt. Máu và nước mắt của người Do Thái đã giúp vực dậy dân tộc Đức. Máu và nước mắt của người nông dân trong cải cách ruộng đất sao có thể bốc hơi. Người Đức đã đem chính những lỗi lầm của mình và chủ nghĩa phát xít ra làm bài học để xây dựng đất nước thành một quốc gia văn minh cường thịnh. Còn chúng ta, đến bao giờ chúng ta mới trực diện với lỗi lầm, với nỗi đau của mình để góp phần cải cách xã hội? Nếu như năm 2017, báo chí đã đưa những tin tức tích cực về người dân Đồng Tâm, thì ngày nay, lạ lùng thay, không có một phóng viên nào đến đó để tường trình về nỗi sợ hãi của họ. Không ai về thôn Hoành để thấu hết nỗi tuyệt vọng của gia đình 29 nạn nhân sắp bị đem ra xét xử. Mãi đến tận hôm nay thì chưa có một ai trong họ nhận được giấy mời tham dự phiên tòa xử những người thân của mình. Với áp lực từ công an, những phương tiện giao thông tự túc về tòa án cũng đã bị từ chối họ và nhiều chuyến xe được đặt chỗ từ trước cũng bị hủy bỏ. Luật sư Ngô Ngọc Trai bảo rằng một thực tế đã là chân lý là một nền pháp quyền không tự dưng mà có. Một lề lối làm việc thượng tôn pháp luật không tự dưng được thực hiện bởi chính các cơ quan công quyền, mà đó là kết quả của những nỗ lực thúc đẩy giám sát xây dựng. Xin mở ngoặc ở đây để nhắc về luật sư Phạm Công Út. Luật sư Út từng bảo công việc của ông là công việc của một hiệp sĩ. Tuy ông đã không còn trung luật trong luật sư đoàn, nhưng tôi tin rằng ông mãn nguyện. Sau lưng ông đã có đến 30 luật sư tự nguyện tham gia bảo vệ cho những nông dân ở thôn Hoành. Tôi tin vào phương trình nguyên nhân và kết quả. Mỗi nguyên nhân sẽ luôn có một kết quả và mỗi kết quả đều có một nguyên nhân. Một nền pháp quyền không tự dưng mà có nếu như chúng vắng mặt. Những nông dân áo vải trần đất ngày nào nay đang được xét xử bởi một hội đồng chánh pháp dày dạn nhiệm vụ, nhưng bản chất vụ án không có gì thay đổi.
Hai tay họ vẫn bị trói giật ra đằng sau. Những con người cùng khổ này đang phải ngửa mặt để đón nhận những án lệnh đã được viết sẵn. Hãy làm công việc của một hiệp sĩ, hãy cùng nhau chặn đứng cái ác và không cho phép kẻ ác tiếp tục đem cái hoang dã của những tòa án ngoài cánh đồng vào dinh thự. Hiệp sĩ trong phiên tòa này, cho dù chưa thay đổi được kết quả của một vụ án, nhưng đó là tiếng lòng của nông dân thôn Hoành, là thực trạng của xã hội và chính là số phận của mỗi chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin từ các luật sư cho thấy là sự thật còn man rợ hơn những gì mà công luận chứng kiến trước đây về vụ tấn công vào Đồng Tâm đêm 9 tháng 1 năm 2020. Theo nội dung đơn kiến nghị trước khi xét xử của 13 vị luật sư gửi đến hội đồng xét xử hôm 3 tháng 9, đặc biệt là vụ tấn công vào Đồng Tâm được Công an Hà Nội đưa ra và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý và Bộ Công an phê duyệt, cho thấy sự việc không hề ngẫu nhiên. Người bắn đứng trước cụ Kình khoảng 1 mét, nòng súng to như cổ tay và ngắm thẳng vào ngực cụ Kình. Cụ Kình đã ngã xuống chết trước mặt tôi, sau đó chó nghiệp vụ vào kéo xác cụ đi. Đó là thông tin đặc biệt không có trong hồ sơ vụ án nhưng được ông Bùi Viết Hiểu nói trực tiếp với luật sư khi được phép gặp trong trại giam. Chỉ bấy nhiêu thông tin cũng khiến cho các luật sư cũng như công luận muốn được triệu tập tay súng sát thủ này. Với khẩu súng có gắn nòng giảm thanh, chỉ có nòng giảm thanh mới có thể to như cổ tay, và chi tiết này được suy ra theo lời kể của ông Hiểu. Chắc chắn là dư luận mong muốn được làm rõ sự thật này, vì sao lại dùng khẩu súng to như cổ tay mà tại sao nòng giảm thanh được chuẩn bị sẵn để đưa vào phòng của cụ Kình? Ai là người lên kế hoạch và ra lệnh hành quyết cụ Kình ngay trong đêm? Nhắm thẳng vào cụ Kình với cự ly chỉ 1 mét và ngã xuống chết ngay trước mặt ông Hiểu. Lời tố cáo này chứa đựng một sự thật khác so với bản kết luận điều tra, trong đó ghi rằng công an bắn 2 phát từ sau lưng trong cự ly từ 2 đến 2,5 mét. Cáo trạng còn nhận định rằng tiêu diệt cụ Kình là cần thiết và đúng pháp luật vì cụ Kình dùng tiếp sắt gắn dao nhọn tấn công chiến sĩ từ trong phòng ném lựu đạn ra, nhưng không nổ và khi bị giết chết trên tay vẫn còn cầm một quả lựu đạn. Tuy nhiên thì theo đơn kiến nghị thì các luật sư nêu ra thực tế rằng kể từ sau khi bị đánh gãy chân vào năm 2017, cụ Lê Đình Kình chủ yếu ngồi xe lăn do ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Thời gian sau này thì khoảng vài tháng trước khi xảy ra sự kiện 9 tháng 1 năm 2020, cụ Kình đã không cần dùng tới xe lăn nhưng đi lại phải chống gậy. Do vậy mà việc cho rằng cụ Kình một tay giữ cây gậy sắt để giữ thăng bằng, một tay cầm dao tiếp để tấn công lực lượng chức năng là thiếu cơ sở thực tế. Vì thế mà các luật sư đòi hỏi phải có cơ sở khoa học và thực nghiệm hiện trường. Bởi lẽ cáo trạng đã chà đạp lên những tiêu chuẩn công lý khi mạnh miệng kết tội những người đã chết trước khi được tòa xử và tuyên án. Dường như Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã không biết đến nguyên tắc suy đoán vô tội, một nguyên tắc căn bản của luật hình sự Việt Nam. Nguyên tắc này được quy định thành văn rằng không ai được xem là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Do đó, việc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vội vàng quy kết hành vi của Lê Đình Kình đã phạm tội giết người theo quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự là trái quy định của pháp luật. Hơn thế nữa, từ cách quy kết này dẫn tới cách sử dụng từ ngữ, cách xưng hô với một người già 84 tuổi, gần 60 năm tuổi đảng một cách chống không, miệt thị là hành động thiếu văn hóa và tỏ rõ thái độ phân biệt đối xử, các luật sư đưa ra lập luận trong bản kiến nghị. Ông Bùi Viết Hiểu cũng là nạn nhân của hành vi giết người với 2 phát súng nhắm bắn, nhưng may mắn cho ông là được sống sót chỉ vì họ nhắm vào tim mà đạn trượt xuống sườn. Bản kết luận điều tra có nhắc tới bị can Bùi Viết Hiểu bị thương nhưng không xác định được cơ chế hình thành vết thương, còn bản cáo trạng thì hoàn toàn không nhắc tới nội dung này. Tuy nhiên thì theo lời khai của ông Bùi Viết Hiểu, khi gặp luật sư trong trại giam thì sau khi bắn chết ông Kình, người ta soi đèn sáng và bắn 2 phát vào ông, 1 phát vào chân và 1 phát vào ngực.
Việc ông thoát chết là nằm ngoài dự tính của người bắn vì họ nhắm bắn vào tim, nhưng đạn lại sượt xuống sườn và chạm nổ khiến cho ông bị thủng 3 lỗ hành tá tràng, 2 lỗ đại tràng. Tới gần 11 giờ trưa ngày 9 tháng 1 năm 2020, sau thời gian chờ chết nhưng ông không chết mà rơi vào trạng thái hôn mê, tim mạch ngừng thì mới được đem đi cấp cứu. Ông Bùi Viết Hiểu hiện 77 tuổi, trước đây đã từng tham gia quân đội, là người có công với cách mạng, thường xuyên sinh hoạt tại Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Tâm. Ông cũng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Đảng bộ xã Đồng Tâm. Tại buổi đối thoại với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào trưa ngày 22 tháng 4 năm 2017, ông Bùi Viết Hiểu, người dân đầu tiên phát biểu, đã chia sẻ người dân thôn Hoành giữ cán bộ là vì bước đường cùng. Trong đơn kiến nghị gửi đến tòa án, các luật sư nhận định rằng trong bản kết luận điều tra có nhắc tới bị can Bùi Viết Hiểu bị thương nhưng không xác định được cơ chế hình thành vết thương. Còn bản cáo trạng thì hoàn toàn không thấy nhắc tới nội dung này. Do đó cần xác định rõ rằng việc không nhắc tới các vết thương của bị can Bùi Viết Hiểu là sự cố tình lờ đi hay chỉ là sự cố lỗi chủ quan về mặt nghiệp vụ, và dù cho nó xuất phát từ nguyên do gì thì cũng cần phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Bản kiến nghị ngày xét xử, 13 luật sư cũng nhận định về kế hoạch tấn công vào Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 rằng theo trang 5 cáo trạng thì kế hoạch tấn công vào Đồng Tâm do Công an thành phố Hà Nội đưa ra và kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương và đã được Bộ Công an phê duyệt. Thì như vậy đây là một kế hoạch bài bản có sẵn, không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Nó trái ngược hoàn toàn với những thông tin ban đầu khi mới xảy ra sự kiện được Bộ Công an đã đăng tải trên website công khai và được các tờ báo lớn nhỏ đăng tải, dẫn nguồn về việc hành động tấn công diễn ra trên cánh đồng xanh. Cho tới tận bây giờ thì rất nhiều người dân vẫn hiểu rằng những người dân Đồng Tâm, những bị can bị bắt trong vụ án này đã chống lại lực lượng khi thi hành công vụ trên cánh đồng xanh, nơi xảy ra tranh chấp đất đai, chứ không phải là trong làng Hoành hay trong nhà của cụ Lê Đình Kinh. Những thông tin nhiễu loạn khiến và được suy diễn theo hướng xấu hơn cho tình trạng của các bị can, bản kiến nghị nêu ra nhận định. Lời khai của ông Bùi Viết Hiểu khi gặp luật sư trong trại giam cũng phù hợp với nhận xét của anh Trịnh Bá Phương, người có điều kiện tiếp xúc với vợ cụ Kinh là bà Dư Thị Thanh, với tới tận hiện trường nhà cụ Kinh tìm hiểu. Anh Trịnh Bá Phương nói rằng bản cáo trạng được viết rất công phu chi tiết, nhưng có những chi tiết sai phạm một cách nghiêm trọng như sau. Thứ nhất, trang 15 mô tả cảnh ập vào phòng cụ Kinh lần một, cảnh sát có bắn một phát súng chỉ thiên từ phía cửa chính và tìm cách đột nhập vào phòng của cụ từ phía cửa sắt sau, nhưng bị cụ chọc dao qua khe cửa làm xước tay, không mở được cửa và không nổ được súng thêm một phát nào. Thứ hai là trang 16 mô tả cụ Kinh đứng quay lưng về phía cổng công tác, tay cầm lựu đạn, bị bắn hai phát chết ngay tại chỗ, bị chó nghiệp vụ cắn nát đầu gối lôi ra ngoài. Thứ ba là trang 29 kết luận pháp y thì cụ Kinh bị giết bởi hai viên đạn thẳng, chết do mất máu cấp. Với ba chi tiết này trong bản cáo trạng, cơ quan điều tra muốn nói rằng cụ Kinh đã bị bắn chết trước khi có bất kỳ viên cảnh sát nào đi vào phòng ngủ của cụ. Chỉ duy nhất có con chó nghiệp vụ sau đó lao vào cắn đầu gối trái của cụ rồi lôi ra phòng khách. Nhưng thật sự thì bà Dư Thị Thành cho biết khi công an vào phòng bịt mồm khóa tay bà rồi lôi ra ngoài, lúc đó bà chứng kiến cảnh chồng mình vẫn còn sống trong phòng. Trước đó bà thấy cụ Kinh bị sặc hơi cay khó chịu quá nên bà phải lấy cái mũ len đi nhúng nước rồi đưa cho cụ Kinh. Đến khi bị bắt lên đồn Miếu Môn, bà vẫn không nghĩ rằng chồng mình đã chết. Như vậy thì có thể khẳng định một điều là đến thời điểm cụ Kinh bị bắn chết phải là sau khi đưa bà Thành ra ngoài, chứ không phải là bắn chết ngay khi phá cửa, ngách bếp. Thời điểm đó tổ công tác vẫn chưa đột nhập vào phòng và đưa bà Thành đi. Bản kết luận điều tra có đoạn khi phá khóa cửa ngách, cửa vào khu bếp, tổ công tác phát hiện Lê Đình Kinh đang cầm một quả lựu đạn trên tay phải đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong. Lưng quay về phía tổ công tác nên sử dụng súng nhắm hướng về phía đối tượng.
cách vị trí cụ Kình khoảng 2 đến 2,5 mét và nổ súng 2 lần khiến cho đối tượng Kình bị thương và ở vùng lưng và ngã vào trong phòng. Đầu hướng vào trong và chân thì hướng ra ngoài cửa phòng. Ngay lúc này thì một chó nghiệm vụ đã lao vào phòng cắn đầu gối trái của cụ Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 nhà cụ Kình. Khi lực lượng công an tiến hành áp sát thì thấy Lê Đình Kình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên tay phải vẫn còn cầm một quả lựu đạn. Anh Trịnh Bá Phương nhận xét rằng phòng ngủ cụ Kình trong ô kẻ đỏ trong ảnh hiện trường, thì vậy kẻ nổ súng đứng ở vị trí nào, cách 2 đến 2,5 mét thì kẻ nổ súng trong tổ công tác chỉ có thể đứng ở phía sau lưng tường hoặc đứng ở sát cửa bếp mới có đủ khoảng cách từ 2 đến 2,5 mét. Nhưng nếu đứng phía sau bức tường thì không thể bắn xuyên qua bức tường trúng vào lưng của cụ. Mà nếu đứng sát ngách bếp để có thể có khoảng cách như kết luận điều tra thì phải làm rõ những chi tiết sau đây. Nếu cụ Kình đứng sát vào cửa phòng ngủ ở phía trong thì ông Hiểu cùng đứng nép vào tường cùng với ông Kình. Như theo bản kết luận điều tra thì tầm vóc bắn không thể bắn trúng lưng cụ Kình được và với góc bắn đó thì đạn chỉ có thể bắn vào mép tường của phòng ngủ. Nếu cụ Kình đứng sát cửa ở phía ngoài và quay lưng về phía tổ công tác thì khi trúng hai phát đạn thì cụ Kình không thể ngã theo hướng như kết luận điều tra là cụ Kình ngã đầu hướng vào trong phòng và chân ra ngoài cửa. Mà theo lẽ tự nhiên thì khi tác động bởi lực bắn, góc bắn phải là góc bắn xéo từ cửa ngách bếp để có đủ khoảng cách 2 đến 2,5 mét thì cụ Kình phải ngã về phía dọc hành lang. Trong khi dấu vết tại hiện trường có rất nhiều máu ở phòng ngủ chứ không phải là ở phía ngoài cửa tại hành lang, gia đình cụ Kình còn tìm thấy trong phòng ngủ một bao tải nhét ở dưới gầm giường. Trong tải chứa đầy máu được lau bởi quần áo có sẵn trong phòng. Điều này chứng tỏ kết luận điều tra này là bịa đặt và việc giết cụ Kình là chủ động sắp đặt từ trước. Theo suy luận của tác giả bài này thì nếu cụ Kình thật sự bị bắn hai phát đạn từ phía sau lưng, bất kể đứng sát cửa phòng ngủ ở phía trong hay ở phía ngoài phòng ngủ thì cụ Kình phải ngã sấp mặt xuống đất do tác động của lực bắn từ phía sau, tức là trong tư thế nằm sấp mặt xuống đất. Nhưng kết luận điều tra thì lại viết: ngay lúc này thì một chó nghiệp vụ lao vào phòng cắn vào đầu gối chân trái của cụ Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 của nhà cụ Kình. Khi lực lượng công an tiến hành áp sát thì thấy Lê Đình Kình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên tay phải cụ Kình vẫn còn cầm một quả lựu đạn. Con chó cắn vào đầu gối cụ Kình lôi đi thì không thể nào làm thay đổi tư thế cụ Kình nằm sấp dưới đất thành nằm ngửa được. Rõ ràng là cơ quan điều tra đã giấu đầu lòi đuôi, bịa đặt mình. Và do trời xui đất khiến nên những kẻ gian thường không khôn. Hơn nữa vết cắn ở đầu gối cho thấy là con chó nghiệp vụ đã lôi cụ Kình đi với tư thế là cụ nằm ngửa dưới đất. Điều đó có nghĩa là cụ Kình đã bị bắn từ phía trước trực diện nên đã ngã ngửa xuống đất, đúng như lời của ông Bùi Viết Hiểu nói với luật sư. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.